Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trên màn ảnh của quý vị và các bạn là một cái chiếc ghế mà tôi đã làm theo yêu cầu của khách hàng. Cao 1m72. Rất là chắc chắn. Để làm được chiếc ghế này thì đối với dân thợ hàng chuyên nghiệp thì họ sẽ làm rất là nhanh và rất là dễ dàng. Tuy nhiên là đối với tôi thì không phải là thợ hàng chuyên nghiệp, tôi cũng sẽ cố gắng làm cái ghế này. Bây giờ quy trình làm tôi sẽ quay cho chúng ta xem nhé. Thank you.
sau khi đã hoàn thiện chiếc ghế này thì công đoạn cuối cùng của chúng ta đó là sơn. Thì chúng ta không cần phải sơn hết tất cả các ghế này đâu, bởi vì đây là chiếc ghế được làm từ những thanh kẽm đã không bị rỉ sét rồi. Tuy nhiên thì ở các cái mối hàng thì nó sẽ rất là dễ sét, chính vì vậy là chúng ta chỉ sơn ở những cái mối hàng mà thôi. Thì chúng ta dùng cái chai sơn xịt đơn giản như thế này, chúng ta sẽ xịt vào những cái mối hàng. Đây là những cái mối hàng chúng ta sẽ xịt vào. Chúng ta lưu ý là trong quá trình sơn chúng ta xịt đó là chúng ta đưa cái bình xịt xa ra, đưa cái bình xịt xa ra. Chứ nếu chúng ta xịt gần thì nó sẽ bị động lại cái. Chúng ta xịt xa ra như thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành sơn các cái vị trí hàng. Sau khi sơn xong tôi sẽ quay cho chúng ta xem. Như vậy thì tôi đã hoàn thành chiếc ghế này theo yêu cầu của khách hàng. Tôi đã review cho chúng ta xem từ cái khâu là cắt sắt hàng cho đến sơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video và hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.